Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam 19 tháng 8 năm 1945, 15 năm ngày Hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và lực lượng Công an Nhân dân đón nhận huân chương quân công hạng nhất. Sáng nay, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng đã tới chúc mừng Bộ Công an. Tham gia đoàn có Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng, Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng. Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an tiếp đoàn. Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Phan Văn Giang gửi tới các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an cùng toàn thể lực lượng Công an Nhân dân những lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam, 15 năm ngày Hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng chí Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, hai lực lượng đã luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân và bày tỏ tin tưởng trước yêu cầu nhiệm vụ mới. Lực lượng quân đội và lực lượng công an trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng, luôn gắn bó đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hiệp đồng chặt chẽ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Trung tướng Lương Tam Quang cảm ơn các đồng chí trong Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp kịp thời, có hiệu quả của Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân trong thời gian tới.